Mày nè, tao cắn cho mày này, tao đè mày xuống nè, chừa chưa cái tội này, chừa chưa cái tội ăn hiếp tao này, ăn hiếp tao hả, ăn hiếp tao hả mày nè, mày nhớ chưa, lần sau mà ăn dành cơm của tao là tao cắn cho mày nữa nghe chưa. Hả? Hôm nay là tao chịu đè nhẹ thôi nhé. Á cha, á cha, mày cắn miệng tao, đau 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 đau, trời ơi đừng có cắn tôi nữa, trời ơi. Cái anh chàng to con kia tự nhiên vô xông vô làm gì? Tôi đâu cần người hòa giải đâu. Anh hòa giải làm chi? Chúng ta không cần. Đó, tôi hết cắn anh này để tôi trêu thằng vàng này. Cái thằng vàng này này. Thằng vàng là cái thằng bị ung thư đấy các bạn. Bụng nó to ơi là to thế mà bây giờ nó xẹp hết rồi. Hết bệnh rồi. Hóa trị xong rồi. Thế là bây giờ đời tôi vui rồi. Tôi ăn uống thỏa thuê rồi. Tôi khỏe rồi. Không còn sợ bệnh gì nữa. Thế mà cái anh đen này. Anh cứ ăn hiếp tôi không à các bạn ơi. Đó. Anh đè đầu đè cổ tôi ra này. Trời ơi đời tôi. Đó. Trời ơi, cắn tiếp đi, cắn tiếp. Ôi giời ơi, cái anh sói này, anh đến anh bắt chí bắt trận cho tôi này. Anh đấy là người hòa giải đấy các bạn.